tiết nắng nóng, nhu cầu giải khát tăng cao, mía được coi là một loại đồ ăn có tác dụng giải khát rất tốt. Theo đông y, nước mía vị ngọt mát, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, giải khát, giải độc và rất bổ dưỡng. Do những đặc tính trên mà mía và nước mía trở thành một thứ đồ ăn, nước uống rất được ưa chuộng vào mùa hè, đặc biệt là với bà bầu, nước mía và nước dừa lại càng được ưa chuộng. Cũng giống như rất nhiều bà bầu khác, ngay từ khi mới mang bầu, chị Nguyễn Thị Hường ở huyện Thạch Thất, Hà Nội đã tập cho mình thói quen ăn mía và uống nước mía thường xuyên vào mỗi tuần. Trong 3 tháng đầu mang bầu, nước mía giúp chị cải thiện được tình trạng ốm nghén rất nhiều và vào những tháng sau này, nó đã trở thành món khoái khẩu được chị Hường rất yêu thích. Trong quá trình mang bầu thì tôi có rất thường xuyên ăn mía. Mía thì tôi nghĩ là rất là tốt cho phụ nữ có thai, vì trong mía thì có chứa rất hàm lượng đường rất là cao, thì là cái hàm lượng cao này có thể là giúp cho con mình sau này rất là tốt, rất là bụ bẫm và giúp cho bà mẹ khi mang thai có lượng nước uống rất là trong. Thông thường thì cách khoảng 1-2 ngày thì mình ăn mía. Còn uống nước mía được không? Nước mía cũng vậy ạ. Trong thời buổi kinh tế thị trường, những người kinh doanh thường sử dụng hóa chất độc hại để nuôi trồng và bảo quản thực phẩm, kể cả trong thịt, cá, rau, củ, quả. Thì cho đến thời điểm này, mía vẫn được coi là một thực phẩm lành. Không những thế, mía còn có giá trị dinh dưỡng rất cao. Theo đông y, nước mía vị ngọt mát, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, giải khát, giải độc, tiêu đờm, chống nôn mửa, chữa sốt, tiểu tiện nước tiểu đỏ và rất bổ dưỡng. Y học hiện đại qua nghiên cứu cho biết, trong mía giàu protein, lipid, canxi, phốt pho, sắt, nhiều loại chất khoáng, các vitamin và khoảng gần 30 loại axit hữu cơ, đặc biệt là hàm lượng đường khoảng 18%. Thành phần đường trong mía gồm 3 loại, saccharose, gluco và glucosa sẽ được cơ thể hấp thụ. Loại dỉ mật còn có tác dụng hạn chế tế bào ung thư. Vì vậy, mía không những có vị ngọt dễ chịu hợp với khẩu vị mọi người, mà còn cung cấp cho cơ thể năng lượng và những chất dinh dưỡng cần thiết. Mía là một loại trông thế nhưng mà nó lại bây giờ nó là họ lúa đấy, tức là mình không dám nói nó là hoa quả đúng không, và là rau cũng không phải, vì nó thuộc họ lúa. Và mía là cung cấp rất nhiều năng lượng, đặc biệt là đường saccharose. Ngoài ra trong mía thì nó có một số các cái chất dinh dưỡng khác, ví dụ như các vitamin, các cái chất khoáng, đặc biệt là cái vitamin nhóm B ở trong mía khá nhiều. Trong mía thì vitamin C không phải là thật là cao. Và như vậy mía là một cái tốt cho tất cả mọi người. Nó như là một thứ nước giải khát để mọi người có thể dùng được, vì nó cung cấp năng lượng. Bà bầu cũng có thể dùng được nước mía, và nói chung mọi người đều dùng mía. Và bây giờ người ta nước mía thành một công nghệ để mà sản xuất, nhất vào mùa hè nóng bức. Với những giá trị dinh dưỡng của mình, ăn mía và uống nước mía không chỉ tốt cho những người trung tuổi, người già và trẻ em, mà nó còn rất tốt cho bà bầu. Theo kinh nghiệm dân gian, phụ nữ mang thai ăn mía và uống nước mía thường xuyên sẽ giúp em bé sinh ra rất sạch, không bị dính gây nhiều. Ngoài ra, trong quá trình mang thai, đặc biệt là vào mùa hè, bà bầu thường cảm thấy mệt mỏi hay bị bào thai chèn lên dạ dày nên ăn được rất ít, thường có cảm giác chán ăn. Việc ăn nhiều mía và uống nước mía sẽ giúp bà bầu bổ sung dinh dưỡng, đảm bảo đủ chất cho cả mẹ và con, giúp con sinh ra khỏe mạnh, bụ bẫm.
Người ta cũng nói rằng là nếu mà người phụ nữ mà trong cái quá trình mang thai thì cần phải có thêm năng lượng, thêm vitamin để có thể. Thế mà khi mà bụng to thì nói thật rằng là cái ăn uống nó cũng bị hạn chế. Thế làm sao để cung cấp cái năng lượng vào? Thì nước mía cũng là một giải pháp, một trong các giải pháp có thể cung cấp năng lượng cho cái người phụ nữ mang thai. Ngoài giá trị dinh dưỡng thì nước mía còn có tác dụng trị bệnh cho bà bầu trong giai đoạn đầu mang thai. Nó làm giảm các cảm giác nghén thai kỳ. Với những chị em trong giai đoạn mang thai, cơ thể có tình trạng phù nề, phù nhẹ, thì có thể dùng một ít thân mía rửa sạch, lắp bỏ vỏ đem nấu nước uống trong ngày, có thể uống nhiều lần trong ngày. Với phụ nữ mang thai hay bị nôn ói do ốm nghén thì dùng một ít thân mía rửa sạch, lắp bỏ vỏ ép lấy nước rồi cho vào một ít gừng tươi, khuấy đều để dùng. Đối với người phụ nữ mang thai hoặc là người phụ nữ nói chung cái đã thì nước mía cũng là một cái loại gọi là bổ sung dinh dưỡng tốt cho người phụ nữ. Đối với phụ nữ mang bầu thì có thể nước mía nó tốt ở mấy cái khoản. Thứ nhất là nó cung cấp năng lượng, cung cấp một ít vitamin. Nhưng mà một số phụ nữ ốm nghén chẳng hạn thì nếu mà anh dùng nước mía thì có khi lại đỡ. Tôi không nói là ai ốm nghén dùng nước mía cũng đỡ, nhưng có một số trường hợp ốm nghén thì người ta dùng cái nước mía, đúng không? Thì nó lại giải quyết được cái vấn đề của ốm nghén. Nó tùy theo cái nghén loại gì để mà sử dụng. Tác dụng của mía với bà bầu thì ai cũng biết, cùng với nước dừa, nước mía được rất nhiều phụ nữ có thai ưa thích. Tuy nhiên nên ăn bao nhiêu mía, uống bao nhiêu cho đủ thì không phải ai cũng biết. Với nhiều phụ nữ khi mang thai, họ cho rằng ăn mía lành mà lại nhiều chất nên ăn càng nhiều càng tốt và ngày nào họ cũng ăn mía. Nhưng với nhiều người, họ lại ăn mía có chừng mực vì cho rằng ăn mía và uống nước mía sẽ ảnh hưởng đến lượng đường huyết trong quá trình mang thai. Tất nhiên là trong quá trình mang thai thì mía rất tốt, nhưng mà tuy nhiên là tôi nghĩ là nên ăn mía cách nhật một ngày một, không nên ăn nhiều vì trong mía lượng đường rất là cao. Vì là trong quá trình mang thai thì cái nguy cơ tiểu đường rất là lớn. Nếu mà ăn nhiều mía thì phụ nữ mang thai có nguy cơ mắc tiểu đường rất là cao. Rất là nhiều bà bầu người ta đã tư vấn cho mình là ăn mía rất là tốt cho cả mẹ cả con. Khi mà mình mang thai bé đầu thì mình đã ăn mía rất là nhiều. Và khi sinh bé ra cho đến bây giờ thì trộm vía bé rất là bụ bẫm. Theo mình thì mình vẫn ăn thường xuyên. Mía nó rất là tốt nên là trong cái thời gian mang thai thì mình có thể ăn bất kỳ khi nào mà mình muốn. Mình nghĩ là những cái chất đường ở trong mía thì nó không giống như là những cái chất đường hóa học ở ngoài, nên là mình nghĩ là nó rất là tốt nên là mình vẫn ăn sử dụng thường xuyên. Trên thực tế, tiểu đường thai kỳ là tình trạng rối loạn dung nạp đường huyết dẫn đến tăng lượng đường huyết trong thời kỳ chị em phụ nữ mang thai. Tiểu đường thai kỳ chiếm bình quân từ 2 đến 6% thai phụ, một số nơi có thể cao hơn. Yếu tố chính gây nên bệnh đó là thừa cân, tuổi tác, ăn uống, tiền căn gia đình trực hệ có người bị tiểu đường mà trong mía lại có hàm lượng đường rất cao. Sau đó tùy vào thể trạng của từng bà bầu mà nên cân nhắc xem có nên ăn mía và uống nhiều nước mía hay không. Đặc biệt là với những phụ nữ có nguy cơ bị tiểu đường thai kỳ cao thì càng phải chú ý hạn chế lượng chất ngọt dung nạp vào cơ thể. Trong đó có việc hạn chế ăn mía, uống nước mía. Tuy nhiên thì cũng phải có lưu ý đối với phụ nữ mang thai. Tức là có một số phụ nữ mang thai bình thường thì là người khỏe mạnh, nhưng mà khi mang thai ấy, thì nó sẽ bộc lộ ra tất cả những cái gì là người phụ nữ thiếu. Ví dụ trước kia người phụ nữ không thiếu về canxi thì mang thai có thể lại thiếu canxi. Trước kia người phụ nữ lại đường huyết là bình thường thì bây giờ có khi lại là đường huyết. Cho nên người ta có một cái gọi là tiểu đường của cái người phụ nữ khi mang thai. Thì trong cái trường hợp mà người tiểu đường của người phụ nữ này mà có cái đường huyết cao thì trong dinh dưỡng người ta cũng khuyến cáo là không nên ăn quá nhiều đường, không nên ăn cái đường mà gọi là kính, đường đường trắng, mà nếu có muốn ăn, đúng không,
thì phải chú ý vào các cái chỉ số GI, tức là cái chỉ số đường ở trong thực phẩm, là loại nào nhiều, loại nào ít, loại nào có thể ăn được, loại nào không thể ăn được. Thì trong các loại đường đó thì vẫn có thể, người ta nói là mía cũng có thể cung cấp một cái lượng tốt cho người tiểu đường. Tuy nhiên phải nói rằng là không bao giờ được ăn nhiều. Đấy là đối với người tiểu đường thì tôi khuyên. Và đối với người tiểu đường ăn mía thì nên ăn theo ăn khúc và nhai nhà bã để hưởng ít cái hương vị ấy thôi, chứ không nên là uống mấy cốc nước mía một ngày và uống nước này nó tốt, thì tôi nghĩ rằng là cái đó là hoàn toàn là sai lầm. Đấy là đối với tiểu đường. Với những chị em phụ nữ khỏe mạnh trong quá trình mang thai thì có thể uống một cốc nước mía một ngày. Còn với phụ nữ bị tiểu đường thì nên hạn chế, cách 2 đến 3 ngày uống một cốc nước mía, hoặc không nên uống nước mía mà có thể nhâm nhi một khúc mía để hạn chế lượng đường. Đặc biệt tại gia đình ít có điều kiện để uống nước mía mà chị em phải ra ngoài quán nước mía để mua về ăn, nguy cơ nhiễm khuẩn khi uống phải nước mía bẩn rất cao. Đó là chưa kể đến việc chủ quán pha hóa chất vào nước mía để thu lợi nhuận. Điều này sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ và con. Tuy nhiên ở đây phải nói ngay một điều là nếu cẩn thận về mặt vệ sinh an toàn thực phẩm thì nước mía có thể đem lại cái hậu quả cũng khó lường, bởi vì là nếu mà các bạn chú ý về chuyện người ta dốc cái mía như thế nào, rồi là cái máy ấy đã được bảo vệ như thế nào, không thì ruồi nó vào, rồi rửa bao nhiêu lâu một lần cái máy đó, thì nó lưu cữu lại bẩn, và cuối cùng là vấn đề các cái loại mà gọi là ruồi nhặng luôn. Còn ta không kể cái chuyện là người ta còn cho các chất vào trong. Bà bầu bị tiểu đường thai kỳ nên hạn chế ăn mía, uống nước mía. Điều này không đồng nghĩa với việc họ phải hạn chế đồ ngọt, mà phải ăn uống để cân bằng lượng đường trong cơ thể, giữ ở mức ổn định. Muốn vậy, họ có thể thay thế đường mía bằng đường của các loại hoa quả có lượng đường thấp. Tôi cũng khuyến cáo luôn là người phụ nữ mà khi có tiểu đường ấy, trong cái quá trình mà sử dụng đồ ngọt này thì cũng không nên kiêng khem quá mức. Và đòi hỏi một cái chế độ ăn phải là cân bằng, đúng không? Giữa chất đạm, chất đường, chất béo, các vitamin và khoáng thông qua bữa ăn. Và đặc biệt là phải cải thiện cái vitamin thông qua con đường dùng nhiều hoa quả hơn, nhiều các cái thực phẩm mà cung cấp được các cái vitamin. Tuy nhiên phải chú ý kiểm soát cái đường huyết, đúng không? Không để cái đường huyết tăng, bởi vì các bạn cũng biết rằng là cái đường huyết ấy, cái chỉ số đường huyết nó rất quan trọng là này, nếu mà nó tăng nhanh quá thì cũng không được, nó giảm nhanh quá cũng không được, mà vấn đề của điều trị bệnh tiểu đường là giữ ổn định đường huyết, không tăng quá và cũng không giảm quá. Thì đấy là về mía có thể nói. Hy vọng rằng thông qua chương trình này, những chị em phụ nữ, đặc biệt là với những phụ nữ mang thai, sẽ biết thêm về tác dụng của mía trong quá trình mang thai, cũng như biết dựa vào thể trạng của mình mà tính toán xem nên ăn bao nhiêu cho tốt để chúng ta hấp thụ được tối ưu cái chất dinh dưỡng trong mía mà vẫn không làm ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng như giúp cho con sinh ra sẽ khỏe mạnh, bụ bẫm.